ngày 15 tháng 11 năm 2023, khóm Châu Quế 3, phường Châu Phú B tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Đến tham dự có ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Tham gia ngày hội, các cán bộ đảng viên và nhân dân khu dân cư được ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 93 năm qua. Những thành tựu đạt được sau 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương, đánh giá kết quả một năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Trọng tâm là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát động cuộc vận động năm 2024, đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể, gia đình cá nhân tiêu biểu, tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn khóm.